Thưa quý vị, bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững là vấn đề sống còn trong tiến trình xây dựng phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Thanh niên năm 2023 là phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và cả cộng đồng trong công tác giữ gìn bảo vệ môi trường tại địa phương. Khu vực bờ kè cảng cá Bình Châu thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, dài hơn 1 km, thường xuyên tràn ngập rác thải nhựa đại dương từ biển dạt vào. Để cảng cá sạch đẹp, xã đoàn Bình Châu phối hợp với các đơn vị địa phương thường xuyên ra quân dọn vệ sinh nơi này, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường cho người dân lẫn ngư dân. Tháng 3, tháng thanh niên, các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các điểm đen, bờ biển, trồng cây xanh, đổi rác thải lấy vật dụng, sách vở được các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức rầm rộ, nhưng dần đi vào quy củ và mang ý nghĩa thiết thực, qua đó đã thu hút hơn 1.000 lượt thanh niên, học sinh tham gia. Đây, cái hoạt động trồng cây xanh này là một hoạt động rất là thiết thực và có ý nghĩa. Thay vì chúng ta làm những cái việc khác thì chúng ta có thể làm những cái việc có ý nghĩa như vậy thì vẫn là điều rất là hoàn toàn là tốt. Bằng nguồn kinh phí vận động và sự sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa đã biến những lốp vỏ xe ô tô cũ thành những chiếc xích đu, mang đến không gian vui chơi cho hơn 800 học sinh trường tiểu học Lê Lợi. Khi mình xây dựng những cái xích đu như thế này thì mình cũng phải nghĩ đến cái tính an toàn của các em. Nên là đoàn phường cũng đã thiết kế những cái tấm lót nằm ở chính giữa để cho các em nó không có bị xảy ra cái thương tích khi mà mấy em đang sử dụng. Đến nay có hơn 500 vỏ xe, lốp xe cũ được tuổi trẻ sáng tạo, thay áo mới mang theo thông điệp bảo vệ môi trường, cảnh báo an toàn xuất hiện tại các khu vực công cộng, những địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. Không phải là trong cái dịp hè nữa mà có lúc chủ nhật là nó cũng rủ nhau nó tắm. Nếu có xảy ra điều gì thì mình không có giải quyết kịp. Những cái cảnh báo là tốt rồi. Hơn 70 công trình phần việc thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng thanh niên này không chỉ góp phần cải tạo bộ mặt phố phường, thôn xóm thêm xanh, sạch, đẹp, văn minh, mà quan trọng hơn nữa là lan tỏa được lối sống xanh, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Hiệu quả thiết thực đó là cái mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Thì đối với các bạn ở tại các địa phương, chúng tôi không gò bó các bạn, ép buộc các bạn có phải ra, phải tổ chức lễ phát động ra quân vân vân tất cả mọi hình thức, mà các bạn phải linh động tại địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Các hoạt động xung kích vì cộng đồng trong tháng thanh niên đang tiếp tục diễn ra sôi nổi, thiết thực. Trong đó, mỗi cá nhân tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đều mong muốn đóng góp sức mình xây dựng quê hương, địa phương giàu đẹp,